Trọng kính cha chủ tế thánh lễ hôm nay, cũng là cha bề trên tu viện Đa Minh Cát Đàm, và trọng kính cha xứ rất kính mến của giáo xứ lập trại chúng ta. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, cách riêng là hơn 300 thành viên hội lòng Chúa thương xót của giáo xứ lập trại cũng như là của giáo họ bơn trại rất thân mến. Trong toàn bộ 4 cuốn phúc âm thì có khoảng trên dưới 3.779 câu, tùy theo cách đếm của mỗi người. Trong 3.779 câu này thì có khoảng 124 câu nói về việc Chúa Giêsu sống lại, trừ phụ chương thứ 21 theo tin mừng Thánh Gioan. Mặc dù chỉ có 124 câu trong số 3.779 câu, tức là chiếm khoảng 3%, nhưng 124 câu này lại rất quan trọng. Nếu như không có 124 câu này thì Chúa Giêsu của chúng ta cũng chỉ như Phật tử, lão tử hay là một số nhà hiền triết chết đi rồi để lại một số giáo thuyết cho các môn đệ và cho người thế là xong. Không, Chúa Giêsu chúng ta không phải như vậy. Ngài là vì Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu đóng đinh, chịu chết, sống lại và lên trời. Và những trang tin mừng trong suốt từ đêm vọng phục sinh đến hôm nay chúng ta nghe là nằm trong 124 câu đó, nói về việc Chúa sống lại. Và tin mừng hôm nay cũng thế. Nhưng mà kính thưa toàn thể cộng đoàn, hôm nay trong bầu khí linh thiêng, chúng ta đang có mặt nơi đây trước tượng đài lòng thương xót của Thiên Chúa, nhân ngày lễ trọng thể kính lòng thương xót của Ngài. Lòng thương xót của Thiên Chúa, như lời cha chủ tế nói, không phải chỉ thể hiện một vài thời điểm, nhưng Ngài thể hiện liên tục qua mọi thời và mọi nơi. Lòng thương xót của Thiên Chúa cũng không phải thể hiện chung chung trên mây trên gió, nhưng đi sâu vào từng mảnh đời của mỗi người chúng ta. Và lòng thương xót của Thiên Chúa đã thể hiện cách cụ thể trong trang tin mừng chúng ta vừa mới nghe. Đó là gì? Đó là một Thiên Chúa hiệp thông với con người. Hiệp thông không chỉ trong lúc vui mà cả trong lúc đau khổ của mỗi người chúng ta. Lòng thương xót thể hiện ở sự Thiên Chúa hiệp thông với con người được cụ thể hóa qua 3 cái việc làm mà Chúa Kitô phục sinh hôm nay đã trao cho các môn đệ, cũng là để trao cho mỗi người chúng ta. Thứ nhất, khi Chúa Giêsu phục sinh đến với các môn đệ, Ngài không nói câu nào khác trước tiên, nhưng Ngài nói với các môn đệ là bình an cho anh em. Trong trang tin mừng hôm nay, Chúa không chỉ nói một lần, nhưng 3 lần Chúa vang vọng lên câu này. Lòng thương xót ở thể hiện Chúa trao ban chính bình an của Ngài cho mỗi người chúng ta. Điều này rất quan trọng, bởi vì kính thưa toàn thể cộng đoàn, chúng ta là người sống trên dương gian, ai cũng khắc khoải và mong chờ một sự bình an đích thực. Nhưng mấy ai đã kiếm được bình an? Bình an của Chúa lại khác với những bình an mà người đời hay tìm kiếm. Chúng ta thấy ở người đời, người ta hay tìm kiếm bình an ở ra sức tích lũy cho mình nhiều tiền, nhiều của, xây nhiều nhà to, mua nhiều xe hơi. Người ta cứ tưởng đó là bình an thực sự, nhưng không phải. Chính trong dụ ngôn, trong tin mừng, Chúa nói với một người phú hộ, sau khi đã kiếm rất nhiều tiền, vắt chân chữ ngũ lên bảo: hồn ta hỡi, từ nay ta dư giả của cải, rồi ăn chơi xả láng. Chúa bảo: đồ ngốc, nội trong đêm nay ta lấy linh hồn và mạng sống của ngươi, thì tài sản đó ngươi để cho ai? Và người đời người ta cũng có câu là người giàu cũng khóc. Như vậy, tiền có thể mua được tiên, được gì đó, nhưng không chắc đã mua được bình an đích thực. Rồi người đời lại hay tìm kiếm bình an ở đâu? Kính thưa cộng đoàn, người ta hay tìm kiếm bình an ở trau dồi cho mình nhiều sức mạnh, nhiều quyền lực. Những nhà lãnh đạo quốc gia, chúng ta thấy ngôi nhà ở của họ cũng được trang bị rất nhiều người phòng canh giữ cẩn thận. Họ cứ tưởng làm như vậy là bình an, nhưng chưa chắc. Vì mất bình an cho nên họ mới làm như thế. Bởi vì chỉ sơ hở ra cái thôi là lại chết bất kỳ lúc nào.
như có một vị chủ tịch nước ở xã, ở quốc gia kia đang khỏe mạnh tự nhiên chết vì một con virus lạ. Như vậy, nếu như không chạy đến với Thiên Chúa là nguồn bình an mà chỉ tìm kiếm những gì thế gian ban tặng thì con người không bao giờ có được bình an đích thực. Xác định được nhiều điều đó, cho nên hôm nay lòng thương xót thể hiện ở việc Chúa ban chính bình an của Ngài là suối nguồn bình an đích thực cho mỗi người chúng ta. Việc làm thứ hai để thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa là Chúa nâng đỡ chúng ta, Chúa đồng cam cộng khổ với mỗi người chúng ta. Bằng chứng là hôm nay Chúa Kitô phục sinh, Chúa cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn Ngài. Nói như lời Đức Cha Khảm thì Chúa Giêsu hôm nay như người mẫu vậy, cho xem tay, cho xem cạnh sườn. Mà tay và cạnh sườn có đẹp gì đâu, toàn lỗ đinh, toàn vết máu. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Chúa muốn cho các môn đệ biết rằng Chúa Kitô phục sinh cũng chính là Chúa Kitô chịu đau khổ đóng đinh. Điều này rất quan trọng cho cuộc sống mỗi người chúng ta. Mỗi khi chúng ta gặp đau khổ trong cuộc đời như tai nạn, ốm đau, bệnh tật thì chúng ta hãy nhìn lên tượng lòng, tượng chịu nạn. Chúa đã chịu khổ hình như thế thì đấy là sức mạnh nâng đỡ cho mỗi người chúng ta. Không tin khi mà các ông các bà đi thăm bệnh nhân ấy, các ông các bà cứ nói rằng ông bà ơi cố gắng chịu, vác thánh giá Chúa chịu, Chúa định cho nên nhá. Nói vậy không đúng lắm, nhưng bà nói như thế này thì chính xác hơn này. Chúa, ông bà hãy cố gắng cùng với Chúa chịu đau khổ để thông phần đau khổ với chính con một của Ngài. Và bài học thứ ba mà lòng thương xót của Thiên Chúa thể hiện và hiệp thông với mỗi người chúng ta, và cũng là bài học quan trọng nhất trong trang tin mừng hôm nay, Thánh Gioan thuật lại. Chúng ta biết khi Chúa Giêsu chịu đau khổ thì sao? Phêrô là người đã chối Chúa 3 lần. Giuđa là người đã bán Chúa vì 30 đồng bạc. Rồi khi Chúa lên đồi Gôn-gô-tha chịu đóng đinh thì các môn đệ mặc dù đã ăn nằm với Chúa 3 năm trời nhưng các ông trốn sạch. Chỉ còn một mình Thánh Gioan đứng dưới chân thập tự. Rồi khi Chúa Giêsu, trước khi Chúa Giêsu chịu khổ hình, Chúa đã 3 lần loan báo Ngài chịu đau khổ, chịu chết và sẽ sống lại. Nhưng khi Chúa Giêsu sống lại, các môn đệ vẫn không tin là Chúa mình đã sống lại. Mặc dù đã được các bà đạo đức về thuật, mặc dù đã được 2 môn đệ trên đường Emmau về báo, mặc dù Chúa Giêsu đích thân hiện đến, nhưng các ông vẫn không tin. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng các môn đệ của Chúa là những người nhát đảm sợ sệt, là những người thất tín bất trung, là những người đã cứng lòng tin. Đó là những trọng tội. Nhưng Chúa Kitô phục sinh, khi Ngài hiện đến, Ngài không hề trách móc các môn đệ vì những lỗi lầm của các ông. Ngược lại, Chúa lại thương và ban cho các ông thành những tông đồ và sai các ông đi loan báo tin mừng. Điều này cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa thể hiện cách đặc biệt, đó là sự bao dung của Chúa dành cho các môn đệ trước những lỗi lầm, những tội lỗi của họ. Điều này rất quan trọng với mỗi người chúng ta. Ai trong chúng ta ngồi đây cũng là những người có tội, không nhiều thì ít. Nhưng lòng thương xót Chúa bao dung tất cả, tha thứ tất cả cho mỗi người chúng ta. Vậy kính thưa toàn thể cộng đoàn, qua trang tin mừng và trong thánh lễ kính lòng thương xót Chúa hôm nay dạy cho chúng ta là Chúa thương xót thể hiện Ngài hiệp thông với mỗi người chúng ta qua 3 việc làm cụ thể. Ngài ban bình an cho chúng ta, Ngài nâng đỡ chúng ta khi gặp đau khổ thử thách, và đặc biệt Ngài bao dung tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Đấy là về phía Chúa. Giờ đây về phía chúng ta thì như thế nào? Đang hiện diện trước linh đài lòng Chúa thương xót, xin cho mỗi người chúng ta
thay vì tìm kiếm bình an một cách giả tạo ở bên ngoài, chúng ta hãy cố gắng chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Xin Ngài ban cho chúng ta bình an thật sự của Ngài. Rồi chúng ta mỗi khi gặp đau khổ thử thách cũng biết nhìn lên tượng Chúa chịu đóng đinh để kín múc sức mạnh, để chịu sự khó cho nên, như Thánh Teresa hài đồng Giê-xu vậy. Và cuối cùng, chúng ta hãy chạy đến với lòng tha thứ của Thiên Chúa mỗi khi chúng ta có tội. Lòng thương xót của Chúa thể hiện là như vậy, nhưng Chúa sẽ bó tay nếu chúng ta không đến với bí tích hòa giải, chúng ta không đến với sự tha thứ của Thiên Chúa thì Chúa cũng bó tay. Đấy là tâm tình của chúng ta đối với lòng Chúa thương xót. Còn bây giờ, Chúa muốn chúng ta đi xa hơn một tí nữa, là Chúa muốn chúng ta trở thành những tông đồ của lòng Chúa thương xót cho chính mình và cho mỗi người chung quanh. Chúa đã hiệp thông với chúng ta thì Chúa cũng mời chúng ta hiệp thông với nhau. Để làm được như vậy thì chúng ta cũng học nơi Chúa ba bài học. Chúng ta cũng biết đem bình an đến cho người khác bằng cách hãy nói những lời chân thật, đừng như con dao hai lưỡi, miệng thì thơn thớt nói cười, lòng thì nham hiểm, giết người không đạo. Có không? Giáo sư chúng ta có không? Có thể không có. Không có thì chúng ta tạ ơn Chúa, nhưng có thì chúng ta phải tuyệt đối sửa đổi. Có thì nói có, không thì nói không. Thêm thắt điều gì là do ma quỷ. Nếu như chúng ta vu oan giáo họa cho người khác, nếu như chúng ta không thật lòng, thì làm sao chúng ta đem bình an đến cho những người chung quanh được? Không có đâu. Rồi tiếp đến, chúng ta hãy nâng đỡ nhau mỗi khi vợ, chồng, bà con láng giềng gặp đau khổ thử thách trong cuộc đời. Hãy biết quan tâm chăm sóc họ. Rồi cũng biết học nơi Chúa bao dung trước những lỗi lầm của người khác. Điều này rất quan trọng để giữ gìn hạnh phúc ngay chính trong gia đình của chúng ta. Gia đình nào cũng có những góc khuất, người chồng, người vợ nào cũng có những bất toàn. Vì thế cũng biết bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm của người bạn đời của mình. Chỉ có thế chúng ta mới giữ gìn hạnh phúc trong gia đình. Còn nếu không thì chúng ta lại như một cái anh chàng, người ta kể một câu chuyện, một anh chàng ở bên Tây, không phải là tôn giáo chúng ta, đi du lịch ở Israel, bên đất thánh. Đang đi du lịch thì bà vợ chết. Bà vợ chết thì ông ta gặp chính quyền địa phương, và chính quyền địa phương nói rằng nếu chôn ở đất thánh thì mất 1.000 đô, còn nếu anh đưa về bên Mỹ thì mất 20.000 đô. Anh chọn phương án nào? Anh ta quyết định chọn là đưa về bên Mỹ, mất bao nhiêu thì mất. Thế là ông chính quyền kia, ông nói rằng tại sao anh lại tốn tiền như vậy? Các anh chồng anh trả lời, tôi nghe rằng ở cái đất thánh này ngày xưa có một ông Giê-xu nào đấy, ông ấy chết rồi 3 ngày sau ông ấy trỗi dậy, mà bây giờ vợ tôi mà trỗi dậy thì khổ cho tôi lắm, cho nên tôi quyết định đưa bà ấy về Mỹ để bà ấy không sống lại được nữa. Một câu chuyện vui như thế, nhưng cũng phản ánh chính cuộc đời gia đình mỗi người chúng ta vậy. Có khi ngồi đây nhưng đầy người mong vợ mình, chồng mình biến đi cho tôi nhờ. Có không? Có đấy. Không có thì chúng ta tạ ơn Chúa. Có thì chúng ta cũng phải học nơi Chúa sự bao dung, tha thứ cho nhau. Đấy là trên bình diện gia đình. Còn bên trên bình diện cộng đoàn và giáo xứ, Chúa cũng mời chúng ta là những tông đồ của sự hiệp thông. Ấy là chúng ta biết cộng tác với cha xứ để vun đắp cho giáo xứ này càng ngày càng mạnh lên, một sự đồng điệu hợp nhất. Mỗi lần đi về giáo xứ lập trại là lần nào cũng rước phách linh đình, nhưng mà chỉ thương cái ban kèn, rất nhiều ban kèn nhưng mà hầu như về đây không được thổi. Biết sao? Vì trống đánh loạn xạ cả lên. Có 2 ban trống mà đánh không cùng một bài, mỗi ban đánh một kiểu. Ban thì gõ cái gang bên tung tung tung. Có đấy. Cái này là có nhá. Cái này là chính xác là tôi đã nghe nhiều lắm rồi ở đây.
Vậy thì chúng ta hãy rút, cũng phải rút kinh nghiệm. Chúng ta rước phách linh đỉnh sốt sáng là tốt, nhưng chúng ta phải cố gắng có sự hòa điệu lẫn nhau. Thay vì đánh mỗi ban một bài thì chúng ta đánh chung với nhau một bài. Hết tôi nghỉ để cho ban kèn thổi. Đấy, đúng không? Như thế thì hay. Rồi bước vào trong nhà thờ, chúng ta thấy giáo xứ Đức Lập Trại chúng ta là nhà thờ tân cổ giao duyên. Vừa cổ tức là gỗ, tân là xây. Nhưng mà giáo xứ Lập Trại chúng ta cũng là nhà thờ duy nhất có hai cái xà chĩa lên nhà thờ. Cái này có không? Có. Tại sao chúng ta cứ để như vậy? Cha xứ muốn cho thay, cho nó bằng đi, đẹp. Nhưng mà chúng ta không cộng tác thì cũng chịu. Chúa muốn mà chúng ta không đồng thuận thì Chúa cũng bó tay. Nó có gì đâu, cắt đi cái cho nó đẹp. Thế thôi, sau này mà chúng ta có điều kiện, chúng ta xây nhà thờ mới thì chúng ta lại lấy nhà thờ cũ này làm đền, làm việc khác, chẳng sao cả. Chứ bây giờ chúng ta cứ thử tưởng tượng xem Chúa Giê-xu, mà Chúa Giê-xu hiện, ngày nào Chúa Giê-xu cũng hiện diện trong ngôi thánh đường này. Nhưng giả như Chúa Giê-xu là người hiện nguyên hình, Chúa ngồi ghế chủ tuế, Chúa nhìn lên nóc nhà thờ, Chúa phán thế nào? Giáo xứ này nó yêu thương biết bao. Nó cứ để hai cái xà chĩa vào mặt mình. Vậy cho nên chúng ta có nhiều điểm tốt, nhưng hy vọng chúng ta hãy cố gắng cùng với trái tim của người mục tử nhân lành là cha xứ của chúng ta. Ngài lo lắng cho chúng ta nhiều thứ, nhưng chúng ta cũng cố gắng hãy đồng cảm với trái tim của Ngài để xây dựng giáo xứ này thật sự là một giáo xứ hiệp thông, thật sự là một giáo xứ bình an, thật sự là một giáo xứ bao dung tha thứ cho nhau. Xin lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn ở với mỗi người chúng ta, dạy cho chúng ta ba bài học về sự bình an, về sự nâng đỡ và sự cảm thông với nhau.